Rồi, chào các bác nhé. Nay bàn giao em TA 337 chưa kịp lên sóng đã bay rồi. Đi tầng M thôi. Tầng M số 1 là được. Lốp láp còn đẹp này. Ma 37 số cơ bên cơ hai cầu bốn máy, em về làm dâu Gia Lai. TA 337 cũng đạp cái thang này. Rồi, bác nào cần những dòng xe lớn bé thì alo cho em nhé.